Yes. Yes. Go, please. Vâng, như vậy là chúng ta sẽ cùng đến với trận thi đấu tiếp theo, trận thi đấu chung kết của game thủ Hòa Hải và game thủ He He. Trận thi đấu chung kết trong kèo sang. Nhiều khả năng thì trận thi đấu này sẽ phải diễn ra tương đối là dài, bởi vì là đến thời điểm này là 11 giờ đêm rồi mà tỷ số mới là 2-0. Mạng thì tương đối là ngon rồi. Bãi quả này là bãi quả 6 cây. Không biết có phải bãi quả đầu không vì nó tương đối là xa. Chúng ta cùng chờ một chút. Vâng. Lại giật lag. Sẽ là một bài đóng G ăn quả trước của game thủ Hà Hải. Và một chiếc G rất xấu. Vâng, nông dân đi dò thì đã tìm thấy một bãi hiêu. Bãi hiêu này là bãi hiêu đầu của game thủ Hà Hải. Soi tham. Vâng, vẫn chỉ là 4% và 6% dành cho hai game thủ thôi. Hai game thủ này đang chỉ là đi dò những thời điểm đầu tiên. Không ai chết dân và cũng không ai bị chậm dân cả, bởi vì ăn quả đầu thì thường rất ít khi bị chậm dân, chỉ khi đánh bài tàu thì mới có thể chậm dân mà thôi. Vâng, 4 nông dân ăn quả đầu, một cánh rừng thông nằm ở phía hướng xuống góc 6 giờ, một cánh rừng thông nằm hướng ra giữa bản đồ hướng đến góc 12 giờ. Vâng, một chiếc xe giò. Vâng, một chiếc xe giò. Vâng, mỗi người có một chiếc xe giò. Chỉ số nông dân là 12 và 12, như vậy không ai chết dân. Hai game thủ đều đi giò tương đối là rộng. Thêm một con voi dành cho game thủ Hải khi mà con xe giò đã giò ra một con voi và một bầy hiêu. Bài đã đủ dành cho game thủ Hải, nhưng bầy hiêu này là bầy hiêu tương đối xa, không biết game thủ có ăn không hoặc lùa về đâu đó, lùa về chiếc S này chăng. Vâng, con hiêu đầu tiên và con hiêu thứ hai đã nằm xuống trước nhà chính game thủ Hải. 14 nông dân. Vâng, ở những thời điểm đầu thì tương đối là buồn ngủ khi mà đã về đêm rồi. Bắt đầu câu voi. Vâng, chúng ta sẽ theo dõi tơn câu hai voi của game thủ Hải. Vâng, anh định dò 3 voi chăng? Tiếp tục đi dò. Không hiểu anh dò cái gì nữa. Hòa Hải. Vâng, game trận đấu chung kết trong kèo sang giữa game thủ Hải và game thủ He He. Tỷ số đang là 2 đều trong kèo sang, và chúng ta sẽ còn kèo random map biển và kèo AC nữa. Chiếc S đầu nằm ở cánh rừng, một cánh rừng thông tương đối đẹp. Tuy rằng nó nằm ở trên một con dốc, nhưng mà chiếc S đầu thì đã đóng được sát vào với cánh rừng. Dò được 3 voi, nhưng mà 4 voi, nhưng anh không câu con nào. Tiếp tục lùa con hiệu thứ 5. Vâng, bãi quả này thì chết một nông dân. Như vậy là game thủ Hải đã chết một dòng lợi thế dành cho game thủ He. Khi nếu mà He đánh ít dân trận này thì nhiều khả năng là game thủ E sẽ dâng A khi mà game thủ Hải chết một dân và lên đời muộn. Chúng ta có thể nhìn thấy chỉ số xe giò. Vâng, game thủ Hải có hai chiếc xe giò. Soi tham có thể thấy ngay. Game thủ 3 chiếc xe giò dành cho game thủ Hải. Vâng, anh tích xe giò. Vâng, 2 chiếc và 3 chiếc. 3 chiếc xe giò game thủ Hải. Vâng, khi mà xe giò đổi màu, chỉ số cũng sẽ thay đổi luôn. Có rất nhiều chỉ số trong khi chúng ta soi timeline, nhưng mà không phải ai cũng biết. Vâng, chỉ số xe giò, chỉ số giếng. Vâng, chỉ số nhà chính này nọ. Vâng, chỉ số đợi rất nhiều chỉ số. Quả này là quả 6 cây. Vâng, chiếc bé thứ hai dành để ăn cả gỗ và cả hiêu. Một chiếc bé nhân đôi. Những chiếc xe giò thì vẫn nằm chết ở các góc bản đồ. Vâng, đây là một chiếc xe giò. Không thấy anh đi giò thêm. Chỉ một xe giò có thể giúp cho anh biết được nhà game thủ He ở đâu. Tiếp tục lùa thêm một con hiêu về với chiếc S và đóng chiếc S thứ ba, dùng để ăn thêm một con voi. Những nông dân này ăn trên bầy hiêu, ăn hết con hiêu, có thể sẽ dồn hết lên đây ăn voi và ăn gỗ. Và di chuyển nông dân sẽ rất xa. Tí sẽ phải kéo nông dân ngược lại để đóng ruộng. Như vậy là tương đối dườm dài của game thủ Hải. Anh không tối ưu được
đường đi của nông dân. Và như vậy là em đợi vẫn mong bình nhận lực sẽ không khỏe. Nông dân 2 hit. Vâng, nhưng chỉ mất có 7 máu thôi. Bởi vì có những tên còn vòi hook hơi xa. Vòi con vòi này hơi ngắn. Vâng, ngà hơi ngắn, thành ra hook chỉ hết có 18 tiết sau 2 pha hook thôi. Hoặc có thể đây sẽ là một tên. Vâng, một con dốc nho nhỏ giúp cho nông dân còn 7 máu. Một hit cùng R sẽ không chết. Vâng, rất hay ở những tên như vậy. Ông bài của Hoa Hải trận này là bài thế rất là loằng ngoằng. Khi mà đóng A ở vị trí nào cũng khó. Nếu không dò nhà game thủ chị He chính xác nằm ở đâu sẽ là một pha đóng A tương đối khó game thủ Hoa Hải. Đóng BB ở phía này. Vâng, như vậy là BA sẽ nằm ở phía này. Ăn thêm con sư tử. Rất nhiều nông dân ít máu trong trận này dành cho game thủ Hoa Hải. 2 hit. Vâng, 2 hit dành cho con nông dân này. Hai nông dân tại phi ngay. BM, BB đóng xong. BM sẽ ngay cạnh đây. Và BA cũng sẽ ngay cạnh đây luôn. Vâng, chắc chắn đây sẽ trận thi đấu cuối cùng của kèo sen. Và chúng ta sẽ đến với những kèo thi đấu tiếp theo. Những kèo thi đấu có thể nói là nhanh hơn và hay hơn, nhiều diễn biến hơn. Còn kèo thi đấu sen này thì tương đối là nhàm chán. Kể cả thi đấu tốc độ 2.0, chưa nói tốc độ 1.5 thì cực kỳ buồn ngủ những cái thời điểm cuối cùng của ngày như thế này. Trời đã về đêm. Vâng, đã kích đời. Chặt gỗ chưa được nâng. Vâng, vừa nâng chặt gỗ xong. Như vậy là trận này game thủ Hải nâng chặt gỗ hơi muộn. Lực gỗ dồn lên sẽ là không khỏe khi mà 3 chiếc BS. Vâng, nông dân ăn là không đủ. Đây 6 nông dân. Vâng, đây thì mới chỉ có 2 nông dân, 3 nông dân ăn gỗ. Và đây là 2 nông dân, như vậy 5 nông dân. Anh sẽ phải kéo thêm nông dân ăn heo về ăn gỗ để tăng gỗ lên nhanh và đóng những chiếc nhà BA, đóng những chiếc ruộng. Vâng, mới có 3 chiếc ruộng thôi. Những chiếc E sẽ đóng ở phía nào đây? Vâng, những chiếc em ở đây thì nó sẽ là rất dài. Một dãy vạn lý trường thành dành cho game thủ Hoa Hải. Vâng, vâng, tiếp tục là những pha cơ cấu gỗ thực. Và đây đã là những chiếc dụng thứ 5 của game thủ Hoa Hải rồi. Bằng phía trên này thì anh không quyết định bỏ E bởi vì dãy E là quá dài. Tiếp tục đóng A. Tên này thì game thủ rồi sẽ đánh được nhà BA khi mà lực thực dồn lên là rất nhiều. Vâng, đây không gọi là một dãy E nữa, nó phải, vâng, tôi không biết gọi nó là cái gì. Nếu bỏ hết ra đây nó sẽ là một dãy vạn lý trường E. Vâng, dãy vạn lý trường E thì đúng hơn. Tiếp tục sóc dần. Vâng, vẽ ruộng 4 nhà BA chăng? Vâng, 4 nhà BA khi mà lực gỗ dồn lên là hơi chậm. Vâng, lực gỗ dồn lên hơi chậm, chính vì anh chỉ đóng 4A thôi. Mà xác định bài này sẽ là một bài đua dành cho game thủ Hòa Hải. Nhưng mà đua sẽ là rất khó khi mà thấy nhà là cực rộng và không thể nào bò được hết. Phía bên này nó xuống vẫn còn rất dài, nhiều khả năng game thủ E sẽ nằm ở phía này. Khi mà trong map solo thì các game thủ thường nằm đối diện nhau trong trên hai phía bản đồ. Còn một tơ nóng chiếc nhà BA muộn và xong vẫn đều. Chiếc nhà BA đồng thứ 5 đồng hơi muộn, đó là một quyết định muộn của anh. Vẫn tiếp tục sóc đều nông dân. Vâng, tên đầu game thủ E đã xuống rồi, ăn một nông dân. Chỉ số timeline cũng là 30 dân, game thủ E đè bởi vì anh ra cùng người trước. Công đến đây thì game thủ Hải tiếp theo sẽ là một turn mà timeline dân của game thủ He sẽ, vâng, không sóc dân, vâng, chỉ sóc một giờ thôi. Một turn dân này game thủ He rồi. Một hoặc hai nông dân này dâng lên phía trên này, dâng lên trên nhà BA. Tiếp tục sẽ là những turn vẩy E của game thủ He để ăn một con cung giờ của game thủ Hoa Hải. Hoa Hải đã phải nuôi nông dân rồi. Vâng, vậy nông dân nuôi ra đập cung giờ game thủ He. Khi mà cung giờ trong kèo solo thì sẽ là không có giáp. Vâng, bây giờ sẽ turn 15 cung giờ đấu với 7 cung giờ, kèo tương đối là lệch. Game thủ Hải thì vẫn sẽ sóc được 5 cung giờ đều thôi, nhưng mà timeline sẽ tiếp tục đè sau những turn sau đây. Vâng, 5 nhà BA và 1 con cung giờ giá muộn. Vâng, giá muộn thì sẽ nằm xuống ngay. Vâng, game thủ Hải xác định là sẽ đổi nhà.
vâng, không phải đuổi nhà mà đưa về thế đi ăn hoang. He cũng lao vào luôn khi mà game thủ Hải còn rất nhiều ruộng trong này, một tên bơ dân của anh không. Khi mà He đã chuyển sang thế enemy rồi. Vâng, bơ dân là rất nhanh nhưng anh chạy dân không khéo vào những con nông dân. Nằm xuống một con, hai con. Vâng, ba con. Vâng, chỉ ba con nông dân nằm xuống thôi khi mà He không để ý. Anh còn phải để ý ở nhà, chạy dân ở nhà. Và tên cùng giờ này thì không kiếm được nhiều dân. Những bãi gỗ của thủ Hải đã chạy rồi. Giờ này thì còn bãi gỗ tương đối đẹp. Gỗ của anh thì vẫn sau năm nhà BA thôi. Nhưng mà khi mà thực, lượng thực của anh dồn lên sẽ rất chậm khi mà không còn nông dân làm thực. Vâng, tiếp tục tấn công. He khi mà phía này game thủ Hải vẫn bo chưa kín. Ở trên chiến trường phía nhà He thì game thủ Hải vẫn vâng, anh dâng 8 con nông dân lên đây đóng một chiếc ép bàn gỗ trong nhà của He. Rất dị. Vâng, nông dân thì chạy tung tóe khắp bản đồ, gặp cùng giờ và nằm xuống 2 con. Chắc chắn là 2 con. Vâng, nếu He khi nó làm tốt hơn thì có thể là 3 con. Vâng, con nông dân bị động kinh. Vâng, nông dân lao vào giữa đạo cùng giờ và còn một máu thoát ra. Vâng, rất dữ. Cuối cùng thì anh nằm xuống sau một tên động kinh. Nông dân được mang về cơ cấu. Vâng, lượng gỗ thì rất nhiều rồi. Thì tới cùng giờ anh đã không sóc từ rất lâu rồi khi mà lượng thực là không có. Game thủ E thì vẫn cắm ship một con cùng R đi chạy vòng quanh nhà chính game thủ Hòa Hải. He dùng một đạo cung giờ lớn để bảo kê bãi ăn hoang này. Và nếu ăn hết bãi ăn hoang này thì số lượng quân của game thủ He sẽ là cực nhiều. Và game thủ Hải nhiều khả năng sẽ phải gõ 23 khi mà tham lại chỉ là 27/56. Vâng, tham lại để 73 rồi. Và nếu không có gì thay đổi, tỷ số sẽ là 3-2 dành cho game thủ He. Tiếp tục là quản dân. Vâng, tham lại tỷ số 18. Game thủ Hải đã gõ 23 và tỷ số sẽ là 3-2 dành cho game thủ He. Game thủ Hải gõ 23, tham còn 20. Vâng, tham lại đè mới chỉ có 82 thôi.